Em muốn thử thiết kế một sân khấu lớn, là một mảnh ghép của chương trình. Bằng tài năng và tri thức của mình, em muốn mang đến những hình ảnh, những tiết mục đặc sắc nhất đến với cuộc thi. Hội thi đã đem lại cho em những trải nghiệm mới, những kinh nghiệm mới, và hội thi cũng đã giúp cho em phát triển thêm được bản thân mình hơn. Em muốn gửi tới một lời cảm ơn chân thành nhất tới những người yêu thương, theo dõi và ủng hộ em suốt hành trình vừa qua. Em tên là Lê Nguyễn Mai Phương, lớp 10D03, trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ, Hà Nội, số báo danh 030.